Từ, chú nhảy xuống xe như vậy con mà không dẫn tay lái chắc con với chú nằm dưới đường quá. Coi nè, dòng đời xô đẩy chú cháu mình còn không té. Trời, ba cái chuyện này nhăm nhò gì? Trời ơi, thôi chú cứ xuống xe bình thường đi cho con yên tâm chú ơi. Chú khỏe mà. Cất cái nón đi cho chú. Chú đi vô. Chờ con với chú. Sừng gấp dữ vậy. Chú tôi đứng đây chờ con một xíu nha. Con vô con đi toilet xong cái con ra đưa chú tôi đi khám liền ha. Nha, chờ con một xíu. Chú Tư, bác sĩ, bệnh nhân bị cao huyết áp với tiểu đường, người nhà nên để cho bệnh nhân nghỉ ngơi với tĩnh dưỡng nhiều hơn nha. Dạ. Thôi, tôi xin phép. Em cảm ơn bác sĩ. Ông đâu rồi? Ở phòng chứ đâu. Mà mày làm con cái kiểu gì vậy? Ba mày bị bệnh mà mày không đưa ông đi khám là sao? Bình thường ổng khỏe như trâu, ai mà biết? Không biết cũng phải biết. Ba mẹ tao nghe bị ù tai chóng mặt là tao đưa đi khám liền đó. Mày biết trong người ba mày bao nhiêu thứ bệnh không? Mệt quá biết rồi, nó hoài. Thương ơi. Thương ơi Thương. Gì vậy? Ra đây. Thực đơn 7 ngày, tao chia đầy đủ á. Mày coi mày nấu cho ba mẹ ăn. Sáng trưa chiều tối đầy đủ. Coi mà chăm ổng á, sức khỏe ổng yếu lắm rồi. Ừ. Với lại thuốc tao để trong tủ sẵn luôn. Tao cũng chia sáng trưa tối luôn. Mày coi mày nhắc ba uống thuốc thôi nha. Ừ. Con này. Nãy giờ tao nói gì mày nhớ không vậy? Không. Anh bị điên hả? Anh làm gì vậy? Mày nó bị điên á. Ba mày bệnh ở chổng. Mày không lo chăm. Mày chăm chăm mày nhìn vô cái điện thoại. Bộ điện thoại đâu quan trọng ba mày hả? Mệt quá à. Nói nhiều quá à. Ba em chứ không phải ba anh đâu. Do mày. Mày không có thương ba mày. Nên bây giờ tao phải thương ba mày giùm mày đây nè. Ổng mà có mệnh hệ gì á. Đứa mà hối hận nhất là mày đó cho con. Nó bấm điện thoại hoài đi. Đừng có tưởng cho người ta ở ké mấy ngày rồi bắt đầu lên mặt nói này nói kia nha. Ba còn chưa nói chuyện với tôi kiểu đó nữa. Thương, con không có được nói như vậy. Pilo à, con cứ đi làm đi. Nó nói như vậy đó, nhưng mà chú cần cái gì á là nó cũng lo cho chú hết à. Dạ. Con đi làm đi, không thôi á trễ giờ bây giờ. Dạ, vậy thôi con đi làm. Chú ở nhà chú ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đủ nha. Alo. Rồi sao mày chưa cho ba mày ăn nữa? Sắp rồi. Sắp là chừng nào? Ba mày đang bệnh đó. Con nè. Mày phải con tao với con tao bóp mũi rồi quá. Trời ơi là trời. Đã yếu thì đừng có ra gió. Ba nói con á, mà con không có chịu nấu. Bây giờ á, con còn chửi ngược lại ba nữa là sao? Mệt bố quá, con lại ba luôn á. Ba đi vô trong phòng ba nằm đi, để đó con nấu cho. Con nấu có được không? Ba đừng có coi thường con.
con là con của con gái của bà chứ không phải cái củ khoai đâu. À, mà cẩn thận đó nha. Biết rồi, cứ lẹm bẹm hoài đi, vô trong đi. Ở đây hoài thì làm sao mà nấu được. Ăn cái gì bây giờ ta? Tôi có một trái trứng, tôi có một ốc heo. À, ốc heo hấp trứng. Trời ơi, thông minh quá tiêu người. Rồi, này giải nhiêu đây thôi. Giỏi đó. Hai đứa đây học nha, thầy có chuyện đi một chút. Ủa thầy, thầy đi đâu rồi thầy? Ủa là sao, có chuyện gì vậy ta? Ngon quá, bữa nay con gái bà nấu ăn ngon quá. Bà ăn hết rồi đó. Thật, chứ sao. Bà với anh Tilo tối ngày coi thường con hoài. Vậy thôi ba đi chậm đi, để đó con dọn cho. Em biết rồi. Bà nghỉ ngơi nha. Thương, giờ bác sĩ dặn mày sao? Mày nhớ không? Em nhớ rồi. Nhớ sao? Thì ốc heo với lại trứng khi nấu chung với nhau á sẽ có rất là nhiều cholesterol, dễ gây sơ vữa động mạch lắm. Nếu như mà những người mà cao huyết áp như ba đó mà ăn vào sẽ dễ bị đột quỵ. Rồi sao nữa? Bác sĩ chỉ dặn như đó thôi. Anh Tilo nói đúng rồi đó con. Ba đã già, hiểu biết không có nhiều. Con á còn trẻ, mấy cái vụ này á con phải biết. Chứ anh Tilo á đi dạy học tối ngày à, đâu có ở nhà mà chăm sóc cho cha con mình được. Con biết rồi. Từ nay về sau con sẽ không cắm mặt vô điện thoại nữa đâu. Con sẽ tập trung lo cho ba mau khỏe. Ba yên tâm nha. Ủa, sao anh biết ba em gặp nguy mà chạy về nhà kịp giờ? Tao là thầy giáo mà, cái gì mà tao không biết. Thôi, coi chăm ba đi. I'm getting faded.